thiện nam tín nữ. Cho nên người nữ ở đạo tràng nào cũng đông. Và đó là từ một niềm tin trong chánh pháp. Người nữ ở đạo tràng nào cũng thiết tha tu hành. Vì đó là tất cả những cái tâm từ bi, cái tấm lòng của người nữ hướng đến Phật Pháp để cầu nguyện cho gia đình hạnh phúc an vui, rồi cầu nguyện cho thế giới hòa bình, cho muôn dân an lạc. Người thiện nam trong đạo tràng nào cũng ít, nhưng đó là những hạt ngọc rất là quý. Bởi vì trong một gia đình mà người nam biết tu thì quả nhiên cái gia đình đó có nhiều yếu tố để đưa đến sự an vui và hạnh phúc. Nhưng các vị có biết rằng vì nhân duyên nào mà chúng ta được thọ giới bát quan trai hay không? Đó là cái công đức của tín nữ Visakha, dịch ra tiếng Việt là Nguyệt Trang Đài. Nhờ công đức và sự thỉnh cầu của bà Visakha, một tín nữ thời Đức Phật còn tại thế, mà Đức Phật đã đồng ý cho người cư sĩ tại gia được thọ trì tám giới, gọi là bát quan trai giới. Như vậy, công đức của bát quan trai phải cảm ơn bà tín nữ Visakha Nguyệt Trang Đài, vị bố thí cúng dường đệ nhất về phía bên nữ. Nếu bên nam là ông Cấp Cô Độc thì Visakha Nguyệt Trang Đài là người nữ bố thí cúng dường đệ nhất thời Đức Phật còn tại thế. Bà Visakha sanh trưởng tại thành Patisa, vương quốc Anga. Thân phụ của bà là quan giữ kho của vua, gọi là quan giữ kho của triều đình thì các vị phải biết rồi, có phước báo lớn mới được tin tưởng mà làm cái công việc là giữ kho tài sản cho đất nước. Và do vậy, bà Visakha sanh trưởng trong một gia đình phước báo giàu có. Nhưng mà lúc lên 7 tuổi, một hôm Đức Phật đến thăm quốc độ Anga tại thành phố Patisa, thì ông ngoại của cô bé Visakha đã tiếp rước Đức Phật rất là trọng thể, bởi vì ông biết Đức Phật là bậc tôn quý trong cuộc đời. Do đó mới bảo cô bé hãy tập trung 500 thị nữ cùng với 500 tớ gái đi trên 500 cỗ xe để đón tiếp Đức Thế Tôn. Dịp này thì cô bé Visakha đã nhiệt tâm tinh cần lắng nghe lời dạy trong sáng của Đức Phật. Và các vị có biết không, chỉ sau thời pháp đầu tiên của Đức Thế Tôn, cô bé Visakha chứng đắc sơ quả Tu Đà Hoàn. Đó là một quả vị thể hiện vị Phật tử đó hoàn toàn tin tưởng vào giáo pháp của Như Lai. Muôn đời muôn kiếp, không chỉ kiếp này mà từ quá khứ đến hôm nay và đến vị lai bất thối chuyển, niềm tin chánh pháp bất thối chuyển, thì chứng vào sơ quả Tu Đà Hoàn. Nếu chúng ta có niềm tin thì chúng ta phải thực hành, phải ứng dụng, phải đời sống ta được an lạc do năng lượng tu tập của chính ta. Vì vậy, cô bé Visakha lúc đó mới 9 tuổi thôi đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, để khẳng định một con người được tu, nghe pháp mà lãnh hội được, nó phải kết tinh từ quá khứ. Không chỉ mới tu kiếp này nghe pháp mà có thể lãnh hội được. Hãy hạnh phúc đi, hãy vui sướng lên, bởi vì chúng ta được thân người, được nghe pháp và lãnh hội hiểu rõ lời dạy của Như Lai. Nhắc lại chuyện cô bé Visakha mới 7 tuổi đã chứng đắc sơ quả Tu Đà Hoàn, thì người ta đã có cái nhân duyên tu rất là nhiều đời. Mà nếu đời này chúng ta khổ đau thì chúng ta cũng biết nhân duyên của chúng ta đã tích tạo các ác nghiệp nhiều đời. Cho nên không ai nhìn cái cảnh hôm nay để mà chê trách, để mà buồn nản, oán than, mà luôn suy nghiệm lại đời sống của chúng ta trong hôm nay, trong quá khứ.
Nếu mọi việc đều hạnh phúc, an vui, chúng ta cảm ơn mình đã từng biết tu từ quá khứ và tiếp tục tu hôm nay và tiếp tục đến ngày mai. Nếu đời chúng ta chưa được như thế, hãy tiếp tục tu tập, tinh tấn lên, sám hối nhiều hơn. Vì cái quả nào nó cũng tích lũy từ quá khứ, gọi là hậu báo hay là sanh báo. Còn quả báo nhãn tiền thì gọi là hiện báo. Người con Phật chắc chắn phải nắm vững cái nguyên tắc nhân quả là như vậy. Nói về Visakha, khi mà lớn lên rồi thì bà đã lấy chồng trong một gia đình, nhưng mà bà lại có một cái nghịch duyên là lấy chồng tôn giáo khác. Mà tuy là một người con Đức Phật thuần thành, gia đình của bà bố thí cúng dường hộ pháp, nhưng mà lập gia đình lại lấy một người ngoại đạo. Nhưng bà vẫn rất là kiên nhẫn. Bà biết rằng khó mà để cái người khác tôn giáo có cùng đức tin với mình, cho nên bà đã thể hiện bằng cuộc sống của chính mình. Với bà, mọi thứ khó khăn đều sẽ được vượt qua bằng nỗ lực của tự thân, bằng sự kiên nhẫn, bằng hoan hỷ, bằng một sự an lạc và đem năng lượng an lạc vui tươi đến mọi người. Cái điều này chúng ta hãy lắng nghe để học tập. Người phụ nữ khi khổ đau hay buồn phiền hay than trách hay nói về chuyện quá khứ, có thể nói về gia đình mình, cha mẹ mình, có thể nói xấu bên gia đình chồng và nhiều yếu tố khác. Nhưng đối với Visakha, mặc dù lấy một người chồng không cùng tôn giáo, nhưng bà đã quyết tâm bằng đức hạnh của chính mình để cảm hóa gia đình chồng chung lý tưởng với mình. Bằng cách thời gian đầu bà rất khó khăn, nhất là về sống với cha mẹ chồng. Mọi việc thể hiện cái đức tin của mình đối với Tam Bảo đều bị gia đình chồng phản đối một cách kịch liệt. Bà muốn làm việc phước, bà muốn đi tinh xá nghe pháp, bà muốn làm những cái việc phước lành cho cuộc đời đều bị gia đình chồng phản đối. Thế nhưng bà không bao giờ thể hiện sự bất mãn, chống trái, mà bà luôn thể hiện sự tế nhị lễ độ, khéo léo trong lời ăn tiếng nói, trong tất cả hành vi giao tiếp, ứng xử của mình đối với gia đình mình, đặc biệt là với gia đình chồng. Bà Visakha đã cảm hóa gia đình chồng bởi tình yêu thương của bà, sự lễ độ khiêm cung và đức hy sinh của bà. Cho nên gia đình chồng đã yêu quý. Mà một khi đó gia đình chồng yêu quý, thì khi bà làm những cái việc tốt, việc lành, thì mọi người sẽ không còn chống trái, mà từ từ rồi sẽ quy hướng làm theo. Có nghĩa là bà đã thực hành trọn vẹn cái vai trò hộ pháp một cách tích cực đối với Tam Bảo, đối với Đức Phật, với Tăng Đoàn, cũng hoàn thành nhiệm vụ là một người vợ tốt, một người mẹ nhân từ với gia đình, và đồng thời bà lại cảm hóa cả một gia đình. Đó là câu chuyện về Phật hóa gia đình của bà Visakha. Thì chúng ta ở đây, nếu có nghịch duyên chống trái gì trong đời sống, trong gia đình, trong công ty, ở nơi buôn bán, xí nghiệp, mọi nơi, mọi chốn, mình hãy dùng cái đức hạnh và tâm từ bi, sự hiền lành nhân ái của mình để cảm hóa người khác, để làm cho cái môi trường trở nên là hiểu biết, yêu thương. Mình không có nên giữ cái tính cách 49 gặp 50. Mình tu mà không chịu thua ai thì mình cũng không cảm hóa được ai. Đó là điều đầu tiên chúng ta nên học đối với tín nữ Visakha. Thưa các vị, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi coi cái nguyên nhân vì sao mà bà trình mà Đức Phật đồng ý. Các vị nghĩ đi, bây giờ Hòa Thượng Ân Sư ở đây đa đoan Phật sự,
lo lắng cho khóa tu, cho đạo tràng, được lĩnh hội giáo pháp của Đức Như Lai. Một cuộc đời hy sinh tất cả như vậy. Cho nên khi giờ chúng ta muốn trình bạch gì với Ngài, chúng ta rất là sợ. Và cũng không biết cái chuyện mình trình thưa, nó có đáng để mình trình thưa, chiếm cái giờ phút quý giá của Ngài hay không. Mà bà Visakha, bà dám trình, thì tức là bà là một người giữ giới pháp rất là trang nghiêm. Người mà nó giữ giới trang nghiêm, thanh tịnh, không tì vết ấy, thì không có sợ hãi các vị. Người có sợ này sợ kia là bởi vì trong đời sống mình cũng còn những khiếm khuyết. Cho nên gần các bậc thượng nhân mình sợ hãi. Còn người gần các bậc thượng nhân, gần gũi, ái kính và làm các Phật sự là bởi vì bản thân chúng ta tự thấy rằng chúng ta đã đang hành trì lời của Phật Tổ giáo dạy. Mà bà Visakha là một người hiếu nghĩa mẹ cha, cho nên cái phước báo của bà là trẻ đẹp. Cái người mà xinh đẹp có những cái phước báo làm cho mọi người yêu quý. Ngoài cái vấn đề bố thí, nhân từ, yêu thương thì Đức Phật dạy có cái hạnh khiêm cung, nhẫn hòa, không có gây gổ. Thì bà Visakha lúc nào cũng hòa thuận, sống trong cái một gia đình mà dắt dẫn toàn thể nhà chồng quy hướng Tam Bảo, hay như vậy. Và khi bà đi sinh hoạt, đi thăm các chị em phụ nữ hay là về chùa, về tinh xá đó, thì bà nhận thấy cái điều kiện của người cư sĩ tại gia khó mà được tu tập giống như người xuất gia. Hàng xuất gia thì phải lãnh thọ giới pháp, rồi là nghiêm trì giới luật, học tập kinh điển, rồi là truyền bá các kinh điển đến chúng sanh, rồi hàng ngày thúc liễm thân tâm bằng oai nghi tế hạnh, bằng thiền tập tu hạnh. Trên cuộc đời của người xuất gia dù gian nan vất vả nhưng rất hạnh phúc. Còn người tại gia, may mà ta biết tu, chứ ta không biết tu, tình thương con, thương chồng, lo nhà, lo cửa, thì tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi, bị giam, bị cầm. Người nữ, người nam, một khi có gia đình, có con cái mà không có giới thì dễ tạo tội. Cho nên bà Visakha thương, thương tất cả những người bạn ở trong làng xóm của bà, ở quê hương của bà, nên bà trình lên Đức Phật, xin Đức Phật hãy cho chúng con thọ giới pháp. Và từ đó Đức Phật mới chế giới bát quan trai. Thì một hôm tại Đông Phương Lộc Mẫu, bà Visakha đi đến tìm Đức Phật để trình bày một vấn đề. Kính bạch Đức Thế Tôn, từ lâu đệ tử đã được thọ trì bát quan trai giới, mỗi tháng một kỳ, có khi là hai kỳ, nhưng chưa lãnh hội rõ ràng về nhân quả của bát quan trai giới. Vừa rồi có một số cận sự nữ thọ trì bát quan trai giới, khi con hỏi họ về mục đích, lý do và tâm nguyện khi thọ trì bát quan trai giới, họ đã trả lời khác nhau. Tại sao đi tu bát quan trai giới? Thì bà hỏi nhiều người trả lời khác nhau. Và bà không biết cái nào là đúng, cái nào là sai. Bà lên bà bạch hỏi Đức Thế Tôn. Chúng ta phải học những điều đó. Cái gì không biết phải hỏi các bậc thầy. Bây giờ đó là chúng ta hay nghe nhiều sự phức tạp ở trên mạng xã hội. Chúng ta nghe nhiều nguồn tin không chính xác, rồi tự mình cũng là một cái phát thanh miễn phí để loan những thông tin tạo khẩu nghiệp cho mình. Ngày xưa bà Visakha thắc mắc, bà trình bạch hỏi Đức Thế Tôn. Đi tu bát quan trai mà mỗi người có một cái tâm nguyện khác nhau, con không biết cái nào là đúng, cái nào là sai, con xin bạch hỏi Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới nói là họ trả lời như thế nào? Bà nói, bạch Đức Thế Tôn, con hỏi ba nhóm người. Nhóm thứ nhất là phụ nữ cao niên. Nhóm thứ hai, phụ nữ trung niên.
Nhóm thứ ba, các cô còn tuổi thanh xuân. Ba nhóm người ấy trả lời: con đi tu bát quan trai đều vì những lý do khác nhau lắm ạ. Bạch Đức Thế Tôn, nhóm thứ nhất, phụ nữ lớn tuổi, đã trả lời như sau: tôi đi tu bát quan trai để muốn có phúc báo, đại phú, đại quý sau này. Tôi muốn có gia sản đầy đủ, dồi dào, con cháu cũng là đông, nhà tôi đầy đủ phúc lộc thọ và hưởng phước báo sang cả của các cõi trời. Đó là câu trả lời của nhóm người già. Cái nhóm thứ hai là nhóm phụ nữ trung niên, trả lời như sau: tôi muốn tu bát quan trai để thoát cảnh khổ sở khi sống chung với chồng. Đây là một cái vấn đề của xã hội Ấn Độ. Rất ít phụ nữ được hạnh phúc sống với gia đình chồng. Cho nên cái nhóm người trung niên mới nói: tôi tu bát quan trai để mong thoát khỏi cái cảnh khổ sở sống với chồng. Tôi muốn thoát cái cảnh sống chồng chung. Rồi họ lại trả lời là: tôi chỉ sinh toàn con gái, mong đi tu bát quan trai có phước báo để sanh một cậu bé trai mũm mĩm dễ thương. Và nhờ có đứa con trai như vậy đó, nhà chồng mới quý, mới tôn trọng. Và tất nhiên là họ cũng mong tu để cho người chồng biết lo sự nghiệp, không cờ bạc rượu chè, không ngoại tình lăng nhăng. Vì các vị cũng muốn có gia đình hạnh phúc an vui, cho nên mình phải thông cảm là những người này họ có ý nghĩ. Tuy là không cao siêu, nó rất bình thường, nhưng đó là cái lòng mong muốn của những người phụ nữ sống trong thế gian này. Bạch Đức Thế Tôn, nhóm thứ ba, các nhóm thiếu nữ là nhóm chưa có gia đình, cũng muốn những sở nguyện là chưa có gia đình thì sẽ có chồng tài giỏi, giàu có, đẹp trai. Thứ hai là làm dâu gia đình tử tế, được ba mẹ chồng yêu thương. Và thứ ba là mong muốn sinh con trai đầu lòng. Thì chúng ta thấy ý nghĩ của những người thiếu nữ đó, nó do một cái định kiến xã hội Ấn Độ là trọng nam khinh nữ. Cho nên sanh con trai thì nhà chồng sẽ quý, mà không quý làm sao được. Con trai lớn lên, vợ phải đem của hồi môn đến nhà trai. Nhà trai được tất cả, được của cả nhà vợ, được vợ sanh ra con cái nối dõi, nối dòng, được tất cả mọi thứ. Còn nhà gái thì giống như có đứa con gái là phải chuẩn bị tài sản để nó đi lấy chồng. Nhà nghèo là nắm chắc nó khổ. Cho nên cuối cùng sanh ra một cái nếp nghĩ, người phụ nữ Ấn Độ mong sinh có con trai, rồi mong được nhà chồng yêu quý. Bởi vì không phải ai cũng được nhà chồng yêu quý. Khổ lắm. Mình thương, mình thấy là đừng nói là không chính đáng. Tại cuộc đời của người con gái thì người ta nói là 12 bến nước, biết bến nào đục, biết bến nào trong. Cho nên là phó thác cái đời mình, hạnh phúc khổ đau vào cái tấm chồng. Rồi sanh con lại tựa vào con. Chồng tốt thì hạnh phúc, con có hiếu thì vui. Nhưng chồng không tốt, con bất hiếu thì khổ đau đến già, đến chết. Nay này, chúng ta học Phật Pháp. Như Visakha lấy người chồng đâu có cùng tôn giáo, cha mẹ đâu có yêu thương. Nhưng mà do bà có niềm tin với Tam Bảo, với Chánh Pháp, bà sống quá tuyệt vời. Bà sống bằng tâm từ, bằng trí tuệ, bằng giữ giới của một người Phật tử. Cho nên tự bà đã thiết lập cái năng lượng bình yên, cái hạnh phúc cho bản thân. Chứ còn nếu chúng ta không biết tu, con người ta luôn nương tựa vào một nơi khác. Nương tựa vô Tam Bảo mà tin một cách mê muội, không tu tập, cứ tin và cầu xin cũng là mê tín. Cho nên Đức Phật ra đời để thắp ánh đuốc sáng. Rồi chúng ta cũng phải tự mồi cái ánh đuốc của mình vào ngọn đuốc của Đức Phật, rồi là tự mình thắp đuốc của mình lên mà đi. Chồng với con đều có duyên, có nghiệp, có nhân nghĩa để gặp lại nhau.
Nhưng tất cả chúng ta đều tu tập để có hành trang tư lương, có hạnh phúc cho chính mình. Có người tu một thời gian gia đình chuyển hóa, chồng không còn đi chơi, rồi không còn là bỏ bê việc nhà, không còn rượu chè cơ bạc. Con rất biết ơn Phật, từ ngày chúng con về tu, chồng con chuyển hóa tốt đẹp. Nhưng cũng có những người tu, chồng không chuyển hóa, nhưng họ chuyển hóa. Họ nói con đã làm tất cả những gì tốt nhất, chồng con chưa tốt, con lại ráng tu nhiều hơn. Cho nên con vẫn vui, con không đau khổ như ngày xưa. Đấy, đó là cái sự thông minh, trí tuệ của người phụ nữ. Phải tự có cái niềm an lạc cho chính mình, mà mình không dựa tất cả vào một người khác. Mình nghe tâm nguyện của phụ nữ già, trung niên và thiếu nữ, mình thấy người nào già thì mong gia đình có phúc, có lộc, có thọ. Trung niên thì muốn chồng lo vợ, lo con, đừng có vợ nhỏ, vợ bé, vợ này, vợ nọ. Đấy, rồi không có rượu chè cơ bạc, rồi con cái nên người. Còn thiếu nữ thì muốn là cái thân phận mình sẽ gặp một cái nhà chồng tốt, chồng đẹp trai, học giỏi, có địa vị, thương yêu mình, vân vân. Mình thấy cái tâm nguyện của người phụ nữ luôn luôn lệ thuộc vào tấm chồng và những đứa con. Đã có gia đình thì phải hoàn thành bổn phận và trách nhiệm của người làm mẹ, người làm vợ như bà Visakha, để giảm chế cái sự lệ thuộc. Rồi mình chuyển hóa các ông chồng thì gia đình các vị quá tuyệt vời, quá phước báo. Thôi bây giờ chúng ta nghe Đức Phật chấm điểm. Lắng nghe sở nguyện ước mong của nữ giới, Đức Phật gật đầu: đúng như vậy đó, này tín nữ Visakha. Tất cả chúng sanh hằng đau khổ vì sự già, sự chết. Thấy như vậy, nhưng sự già đang ở đây, đang ngay bên cạnh, cái chết đang rượt đuổi sau lưng. Tương tự như kẻ chăn bò tay cầm gậy lùa bò ra cánh đồng, rồi sự chết như chiếc búa treo ở trên đầu, không biết chặt đứt mạng sống lúc nào. Nhưng họ vẫn cứ muốn đủ mọi thứ trên đời. Ai cũng muốn thêm cái này rồi lại thêm cái kia, chứ không ai muốn bớt đi cái gì cả. Ai cũng gây nhân sinh tử, chứ không ai muốn lìa xa sinh tử. Đức Phật mà nói lúc nào cũng dùng hình tượng để mà Ngài ví dụ, để mình dễ hiểu. Như một người đi chăn bò, lùa bò ra đồng, thì trên trời đấy có một cái lưỡi búa, nó sẽ có thể rớt xuống đầu mình, chặt đứt mạng sống không biết lúc nào. Nhưng mà mình mắc lùa bò thì mình đâu có nhìn lên trời, cho nên cái lưỡi búa rớt xuống mình không né được. Cái chết là điều tất nhiên, nhưng mà người ta không màng, không biết là khi sanh ra hai bàn tay trắng, chết đi rồi lại trắng tay. Ở giữa này, đoạn giữa là đoạn tu. Tu tập hạnh phúc thay được thân người, hạnh phúc thay được nghe Phật Pháp, để rồi có tư lương hành trang cho kiếp sống tới. Cho nên may mắn thay cho những ai được về tu tập như thế này. Vì con người ta sanh ra ở đây, rồi người ta chết ở đây, là hai bàn tay trắng. Đức Phật nhắc cái điều đấy đấy. Giống như người lùa bò, lưỡi búa ở trên đầu sẽ rớt xuống, mà người đấy không hề hay biết, sẽ chết không biết lúc nào. Bò đâu còn của người đó nữa, nó về tay kẻ khác. Nhưng mà bây giờ thì cứ mãi miết mà lùa bò, còn lưỡi thần chết thì sẽ rớt xuống đầu. Đức Phật nói như vậy để cho mình phải biết lúc nào cũng có lưỡi búa thần chết trên đầu. Rồi khi mình chết một cái, bò có còn đi theo mình không? Không. Có nghĩa là mình chết thì cũng cả chồng, cả con, cũng hay là cả con, cả chồng, rồi cả con, cả vợ cũng chỉ tiễn mình ra đến huyệt. Ở bên Ấn Độ là phụ nữ không có tiễn chồng ra đến bờ sông Hằng đâu. Ở nhà không được đi theo khóc lóc để cho chồng về Phạm Thiên. Chứ người nam đó, đưa ra bờ sông chất củi đốt thôi.
đạo Hindu là 100% đốt hết, không chôn cất, và tro là rẫy hết xuống dòng sông, không có đem miếng nào về. Nhớ như thế, đấy là cái điều mình cũng lắng nghe. Cũng cái chuyện mà rẫy xuống sông, hay là lập tháp thờ, hay bỏ vào cốt, hay đem về chùa, đều là do quan niệm. Vấn đề là chúng ta sống đây này, cái người đang sống tu tập như thế nào. Thế rồi các vị có biết không, Đức Phật mới nhắc là tại sao con người ta quên rằng rồi cái cây búa sẽ chặt đứt mạng sống. Nhưng cái đoạn giữa đó thì cứ muốn tất cả mọi thứ trên đời, không muốn bỏ bớt cái gì. Cho nên cái ông vua Alexander đó, ông có tất cả mọi thứ trên đời, ông là vua mà các vị. Mà đến khi ông chết, các vị biết sao không? Ông lại bỏ ông vào trong một cái quan tài mà hai tay của ông á thò ra ngoài. Còn toàn thân thì nằm ở trong cái áo quan, nhưng mà tay là thò ra ngoài. Ông để lại một bài học cho cuộc đời mà. Đó là bài học gì? Ta là vua, ta chết đi, đây hai bàn tay trắng đây, ta chết cũng chẳng mang theo thứ gì. Mà người khiêng quan tài của ta là bốn ông thần y. Tại sao bốn ông đấy phải khiêng? Diệu dược nan y, bất cứu tử bệnh. Ta là ngự y cũng bó tay thôi, đến số chết rồi là phải chết. Rồi trên đường đi đó thì là rải châu báu, là bởi vì ta sẽ chẳng mang gì, tất cả để lại hết trên trần gian này. Đấy là bài học của ông vua. Mà chúng ta may mắn thay được thân người, được nghe Phật Pháp. Ta sống biết đủ là vui. Ta có Phật Pháp để tu sửa bản thân. Đừng để đến cái cỗ xe này nó hư nát rồi, đại tu cũng không chữa được vất. Mà ta phải tu sửa ngay từ bây giờ. Và ta phải tự nhìn nhận, ai cũng có thói hư tật xấu, ai cũng có nghiệp riêng của bản thân. Và do vậy, nương lời dạy của Đức Thế Tôn, của các bậc tổ thời, để chúng ta chuyển hóa, tu tập trong đời sống hàng ngày. Thì như vậy, cái khúc đầu đã hai bàn tay trắng, nhưng mà cái khúc giữa đó, nếu mình có tài sản, có mọi thứ trong cuộc đời, chúng ta có quý không? Cho nên làm có của ăn, của để, lo lắng cho con cũng là cái niềm hạnh phúc trên thế gian. Mà làm đâu nợ đó cũng là nỗi buồn khổ trong cuộc đời. Cho nên khúc giữa đó mà tạo được tài sản, gia nghiệp, Đức Phật cũng khen nhé. Nhưng mà hãy tạo tài sản, gia nghiệp trong chánh pháp. Đức Phật nói có bốn cái niềm hạnh phúc. Một là không nợ nần. Hai là sử dụng được tài sản của mình, lo lắng được cho gia đình, tái sản xuất mà không phải nợ nần. Thứ ba là không tù tội. Thứ bốn là có niềm hạnh phúc của tâm linh. Và cái niềm an lạc hạnh phúc do tinh thần đem đến là các vị đang ngồi nghe pháp này. Đức Phật dạy nó gấp 16 lần những tài sản vật chất, địa vị, danh vọng đem lại cho ta trong cuộc đời. Cho nên mình không tiền ước có tiền là vui, không địa vị có địa vị là vui, chưa vào đại học được vào là vui. Còn cái người trải nghiệm hạnh phúc tinh thần, đời sống tâm linh, Đức Phật nói gấp 16 lần các hạnh phúc vật chất hữu vi của thế gian. Chúng ta đang được hưởng thụ cái hạnh phúc tinh thần ấy. Rồi giờ quay lại lời dạy của Đức Phật. Đúng là cái cuộc sống này ta phải cần có vật chất, gia nghiệp. Mà những ai làm được gia sản, tạo được gia sản lớn để lo lắng cho gia đình, lại còn có thể hộ pháp, Đức Phật rất tán thán công đức. Tuy nhiên đừng bao giờ quên cái bản chất của cuộc sống. Đó là vô thường, đó là sanh tử. Đức Phật mới đọc lên câu kệ mà bây giờ tìm thấy trong Kinh Pháp Cú số 135. Người chăn dùng gậy lùa dê, lùa từng con một đi về đồng xa. Tuổi già sự chết cũng là lùa từng mạng sống
chúng ta xuống mồ. Đấy, Đức Phật dạy hay không? Thì cứ mỗi lần mình lùa từng con, mình hãy quán cái già, cái chết, nó cũng đến với ta từng ngày, nhưng mình lùa từng con dê, con bò. Nghĩa Đức Phật dạy cái gì mình cũng phải quán hết. Đây, sư đang ngồi trước một đóa hoa vàng, nhưng sư biết 3 ngày nữa không ai dám để ở đây vì hoa này đã tàn. Nhìn chúng ta như vậy, nhưng mình đang già đi từng sát na. Mặc dù biết tu thì trẻ ra, rạng rỡ ra, tươi tắn ra, hoan hỷ. Tuy nhiên, cái già nó vẫn đang đến vì đó là quy luật của cuộc đời. Cho nên khi mình làm cái gì, hãy quán cái chết vẫn đang đến. Người chăn dê thì cứ cừu từng con dê ra đồng là từng ngày đến gần với cái chết. Sư ngồi trước bình hoa thì hãy thấy hoa đang tàn từng sát na. Và mình ngồi tu tập, mình tu với các sư, với huynh đệ, với thầy, thì nghe pháp, mình hoan hỷ. Nhưng ngồi một mình cũng quán cái già, cái chết nó đang đến, nên cầu tu như lửa đốt đầu. Đừng cho sái bụi đi chầu đế vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất tìm phương cứu mình. Cho nên Đức Phật nói, 3 hạng phụ nữ già, trung niên, thiếu nữ đều cầu mong cái hạnh phúc hôm nay. Nhưng cái già đến, tất cả đều ra đi, không để lại gì. Cho nên phải tu làm sao mà hôm nay mình có an lạc hạnh phúc, nhưng lại có những cái quả tốt an lành ngày mai. Chứ người hưởng thịt ngon lựa khúc béo, cá tốt lựa con tươi, ruộng đất chọn phần 10, đến chết tay không nắm, một mình tội mấy mươi. Sống tạo các ác nghiệp, sống ăn hưởng đủ thứ hết, ruộng đất rất nhiều. Đây, nhớ thọc ra cái quan tài, nhớ cái hình ảnh đó để thôi tôi chả ham nắm gì. Tuổi như vậy là number one. Số 1, tu tập, nghe pháp, hiểu theo pháp. Bà Visakha nghe Đức Phật dạy xong thì sụp lại, kính bạch Đức Thế Tôn, lời của Đức Thế Tôn cặn kẽ từng giới một. Nhân và quả thật tuyệt vời, cho chúng con lợi ích về sau. Đức Phật mới nói 3 cái lợi ích của bát quan trai. Thứ nhất, thọ 8 giới bát quan trai. Thọ 1 ngày 1 đêm, thân khẩu ý được thanh tịnh. Nhờ thân khẩu ý thanh tịnh nên ta được 10 nghiệp thanh tịnh. Thân tam, khẩu tứ, ý tam, cộng lại là 10. Thân tam là gì? Không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm. Khẩu tứ, không nói dối, không hai lưỡi, không nói độc ác, không nói lời vô ích. Đó là 4. Ý tam, không tham, không sân, không si. Như vậy, lợi ích của bát quan trai giới đã cho chúng ta thành tựu 10 nghiệp lành. Và chính 10 nghiệp lành đó cho chúng ta cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Và khi xả báo thân thì 10 nghiệp lành đưa chúng ta về các cảnh giới của chư thiên, về trời. Ví như dầu loang ra mặt sông, dầu loang có chìm không? Nó cứ nổi thôi. Đừng có sợ nó trù ếm đồ, sợ hãi khóc. Ta cứ sống trong thiện nghiệp thì ai nguyền rủa, ai nói gì, ta vẫn đi lên. Còn nếu ta làm 10 nghiệp ác, thân sát sinh hại vật, thân gian tham trộm cắp, thân tà dâm, miệng dối trá, hai lưỡi độc ác, nói lời vô nghĩa, ý đầy dẫy tham sân si, 10 nghiệp ác như vậy, ví như cục gạch đem ra cái hồ nước kia thả xuống, chìm hay nổi? Chìm. Có đúng không các vị? Chết không mang gì theo, nhưng mang gì theo? Thiện nghiệp, ác nghiệp, mang theo tội và phúc. Thì các vị đang nghe pháp, tu tập trong chánh pháp, một ngày bát quan trai là mạng phúc. Phúc đó sẽ theo các vị
đến những kiếp sống hôm nay và mai sau. Nhưng mà phúc đâu có nhìn thấy, nhưng nó đang có. Tội không nhìn thấy, nhưng nó cuồn cuộn cả đất trời. Do đó, Đức Phật nói rằng, để nhận biết kiếp sống vô thường mà không chạy theo những cái phù phiếm, nó rất gần cho chúng ta, nhưng nếu không biết, rồi đây ta sẽ thọ những quả báo xấu ác trong kiếp sống hôm nay và ngày mai. Ta có sinh báo, hậu báo và hiện báo. Những người sống thấp thỏm lo âu là các vị có hiện báo đấy. Các vị đang làm cái điều gì không tốt mới thấp thỏm lo âu. Các vị phạm tà hạnh, tức là mình không chung thủy đấy. Các vị có an không? Dù cái gì che lấp chăng nữa, tâm vẫn bất an. Ngay đó là hiện báo là các vị không có hạnh phúc rồi. Mặc dù mình đang che mắt mọi người, nhưng mà mình biết rằng cái kim giấu lâu ngày cũng tòi ra. Cho nên mình không có an lạc. Mình không có hạnh phúc, mình không có an vui được. Điều thứ hai, người thọ trì bát quan trai giới một ngày là được sống đời xuất gia một ngày. Hãy bỏ bên ngoài những chuyện gia đình, nhà cửa, vợ con, làm ăn, buôn bán, chuyện hàng xóm, chuyện quốc gia, thế sự, chuyện được mất hơn thua, chuyện khen chê, thăng trầm, vinh nhục, thành bại của cuộc đời, mà hãy chuyên tâm tu tập một ngày thanh tịnh. Các vị làm được. Và điều thứ ba, tu tập bát quan trai đó là gieo duyên, giải thoát. Rốt ráo là sẽ an vui, tịch tịnh, cảnh niết bàn. Ba điều lợi ích của thọ giới bát quan trai. Thế thì sư nhắc lại nhé. Ba cái lợi ích của bát quan trai. Một, tu tập 10 nghiệp lành. Bởi thân khẩu ý thanh tịnh, 10 nghiệp lành thanh tịnh. Điều thứ hai, thọ trì bát quan trai giới, tu tập một ngày trong đời sống xuất gia nên được lợi lạc của một người sống gọi là tịnh nhân trong chốn thiền môn. Điều thứ ba, được gieo duyên giải thoát niết bàn. Ba cái lợi lạc của người tu bát quan trai. Nó khác cái khóa tu một ngày an lạc mà không có thọ trì giới bát quan trai. Rồi bây giờ có người họ nói, các bác đi lên chùa tu bát quan trai, tôi ở nhà tôi cũng bát quan trai, tôi đâu cần phải đến đấy, tôi cũng thanh tịnh lắm. Có lý, nhưng mà giới bát quan trai phải được các bậc thầy truyền cho các vị. Nhớ điều đó. Ở nhà mình cũng giữ, mình cũng tu, nhưng đó là tự tâm mình được tu cũng là cái tốt. Các vị có thấy rằng chúng ta ngồi đây, một ví dụ như chúng ta tụng một thời kinh Phổ Môn, mà đạo tràng mình 1.000 người là mình tụng 1.000 quyển Phổ Môn, các vị có biết không? Còn ở nhà, mình tu mà không có người dẫn dắt, nếu vững chãi thì thôi không nói. Mình chưa vững chãi, rồi mình tu, mình cũng sanh bản ngã. Bởi vì á, cái người con Phật á, nó phải hướng đến vô ngã mới là niết bàn, nhớ đấy. Cứ dần là phải tiến đến cái vô ngã. Và người Phật tử vì sao phải nương về đạo tràng tu tập? Phải có một vị thầy dẫn dắt, minh sư dẫn dắt. Bởi vì trong tư tưởng của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, vốn chúng ta sanh ra ở trên đời này, nó kết tập bằng nhân quả nghiệp báo của nhiều đời. Nó hình thành cái chủng tử, nó khắc vào trong cái đời sống của chúng ta. Cho nên cái suy nghĩ nó đi theo cái chủng tử của đời trước và những gì chúng ta đang hành động ngay trong kiếp này. Và vận hành suy nghĩ liên tục. Nếu các vị không ngồi đây nghe Pháp, thì trong 1 giờ đồng hồ, các vị suy nghĩ
cả hàng bao nhiêu ngàn cái ý nghĩ. Một tích tắc đi qua là đã có vài ba ý nghĩ rồi. Tâm phải về với thân, đó mới là cái sự tu tập. Trước hết thọ trì giới pháp, rồi nghe pháp để kéo tâm về đây, không cho đi lang thang. Và nếu mà mình không kéo tâm về đây thì chúng ta biết đấy, trong một ngày cả chục ngàn suy nghĩ xuất hiện, mà cái tâm xuất hiện làm việc như vậy có mệt không các vị? Người làm vài ba việc một ngày, tâm làm cả chục ngàn việc. Cho nên chóng già, chóng chết. Cái tâm nó quyết định mà, tâm làm chủ các pháp mà. Thân này là một cái phương tiện để mình sống và tu tập, chứ tâm là làm chủ các pháp. Tâm dắt dẫn các vạn pháp. Cho nên nếu các vị để tâm mệt mỏi vật vã trong các suy nghĩ thiện ác, mà người ít tu đó thì 80-90% suy nghĩ là bất thiện. Và chính cái tâm đó hình thành cõi giới cho chúng ta đang sống. Cho nên trong nhà mình có những cái điều bất ổn, mình đừng suy nghĩ tiêu cực, mình đừng nghĩ xấu ác, vì những cái suy nghĩ đó nó làm cho hoàn cảnh tồi tệ thêm. Bởi vì tâm dẫn đầu các pháp. Bây giờ nó có những cái điều không tốt, nó xảy ra, nó vận hành, thì tâm ta vẫn luôn phải gì? Phải nắm, phải đi theo sát với chánh pháp trong từng nhịp thở, để mà làm thanh tịnh, hóa giải những cái điều ô nhiễm trong cái môi trường gia đình của mình. Chứ thường đó, ông 49 thì bà 50. Cho nên lửa địa ngục bùng cháy. Bây giờ chúng ta về đây tu, không thấy ai chi phối các việc khác, tâm chúng ta đang ở một nơi này, nên năng lượng rất là mạnh. Chánh niệm không để tham sân si sanh khởi, nó mới có năng lượng an lành. Cho nên đi chơi khác đi tu. Đi chơi á, trang điểm xinh đẹp, ăn cái này cái kia, nhưng thật sự sau đó cái niềm an lạc không có bền lâu đâu. Các vị cứ tự suy xét. Và chúng ta khi được nghe pháp mà tập trung thanh tịnh như vậy thì tất cả đều có một cái năng lượng chánh niệm, và cái năng lượng đó nó chan hòa cho nhau, mình được đón nhận cái năng lượng chánh niệm đó. Cái năng lượng của đại chúng nó làm cho tất cả chúng ta được an lạc, được hạnh phúc. Bởi vì cái đạo tràng nó rất là trang nghiêm, chánh niệm. Tâm thanh tịnh là A-di-đà, là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Cho nên khi các vị niệm Phật là niệm cái tâm thanh tịnh của chính mình. Vì vậy mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông mới dạy: Phật trong nhà chẳng phải tầm xa, nhân khuấy bổn nên ta tìm Phật, chín mới hay chính Phật là ta. Các vị thanh tịnh là đang sống với Phật tánh của chính mình, đang sống với A-di-đà của chính mình. Di-đà ngay tại tâm tôi, tịnh độ ngay tại tâm tôi. Nếu tôi sống thanh tịnh, giữ các giới pháp thanh tịnh, không tạo các ác nghiệp, thì Di-đà ở tại tâm còn tầm ở đâu nữa. Nhưng mà phải niệm Phật là bởi vì quên niệm là quên A-di-đà, lại bắt đầu niệm nhiều thứ. 18.000 ý nghĩ trong một ngày, 18.000 các suy nghĩ tạp niệm ô uế. Cho nên niệm Phật để giảm chế những cái suy nghĩ tạp niệm đó. Cũng có nhiều cách lắm, không cứ là một cái pháp niệm Phật. Nhưng mà chúng ta là đạo tràng Pháp Hoa, là mình thanh tịnh là phải nhớ niệm Phật. Để làm gì? Để hóa giải các tạp niệm, các ô uế vốn nó đã tập nhiễm chúng ta từ vô lượng kiếp. Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, mỗi một con người tợ như khúc gỗ trôi sông. Này các tỳ kheo, nếu khúc gỗ ấy không tấp vào bờ bên này, không tấp vào bờ bên kia, không chìm giữa dòng, không mắc cạn trên cồn cát, không bị con người nhặt lấy, không bị phi nhân vớt lên,
không bị cuộn vào dòng nước xoáy, không bị mục nát ở bên trong, thì khúc gỗ ấy hướng về biển, xuôi về biển, trôi vào trong biển lớn. Vì cớ sao? Vì dòng sông Hằng cũng hướng về biển, xuôi về biển, trôi nhập vào dòng biển lớn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, nếu chúng sanh không tấp vào bờ bên này, không tấp vào bờ bên kia, tất cả sẽ hướng đến Niết Bàn, đến an vui, hạnh phúc Niết Bàn. Vậy chúng ta tu tập để cho khúc gỗ là cái thân này không đâm vào bờ bên này, tập vào bờ bên kia, có nghĩa là không để chấp kẹt vào trong tà kiến. Nếu mà mình đang đi vào chánh pháp mà mình lại tấp vào bờ bên này, có nghĩa là cái khúc gỗ đó không ra biển lớn được. Cũng như con người không đi trên đường chánh pháp mãi được vì vướng vào các tà kiến. Làm sao để không bị vướng vào tà kiến? Tụng kinh, nghe pháp, nương bậc minh sư tu hành, đời đời kiếp kiếp bất thối chuyển. Chúng ta phải đi trên con đường chánh pháp. Khúc gỗ này sẽ đi trên dòng sông mà trôi ra biển lớn, tựa như chúng ta tu rồi sẽ đến trên con đường chánh pháp để hòa nhập vào Niết Bàn. Nghĩa là nói đến khúc gỗ không tấp vào hai bờ, hai bên. Thứ hai, không để khúc gỗ chìm giữa dòng. Ngụ ý, con người ta không tu sẽ bị tham ái, dục vọng, chấp thủ ngã tướng, nhận chìm. Có những con người tu rất tốt vì bản ngã mà mất tất cả. Cho nên chìm xuống là tu mà để cái ngã quá lớn. Sẽ bị tham ái là lòng tham muốn, chấp thủ, chấp ngã, chi phối, nó nhận chìm chúng ta. Giống như khúc gỗ bị chìm xuống dòng sông. Cho nên mình theo Phật, mình tu, mình chịu thiệt là phúc các vị ạ. Mình chịu thiệt một tí, nhưng mà mình có trí tuệ. Chứ không phải là không biết gì, nhưng mà mình nhẫn, kiên nhẫn, mình an trú trong chánh pháp, trong lời Phật dạy, để mà mình tu hành. Và cái khúc gỗ của mình cứ tiếp tục trôi ra biển lớn, chứ không vì cái ngã mà chìm xuống dòng sông. Rồi Đức Phật nói này các tỳ kheo, cái khúc gỗ đó có khi lại bị là mắc cạn ở ngay một cái miếng đất, cái cù lao nào đấy, thì cái khúc gỗ mắc cạn. Nó ví như chúng ta tu tập lầm lạc, không còn kiên định trí nguyện giác ngộ, bắt đầu vô tu tinh tấn lắm, một thời gian sau thấy thiên hạ đâu phải vất vả như mình, thôi tôi cứ sống như thế tục, thiên hạ cũng sống đầy có sao đâu. Thế lại là khúc gỗ đang trôi mắc vào trong cái cục đất giữa dòng sông, không đi tiếp được. Đây nói lên chúng ta phải tinh tấn, bất thối chuyển. Rồi đó, cái khúc gỗ đó sẽ trôi ra biển lớn nếu không bị người nhặt. Ta nhặt ta đem về, người ta làm củi. Bị chư thiên nhặt, nếu mà khúc gỗ đẹp thì chư thiên phi nhân sẽ nhập. Thì chúng ta đâu có đi ra biển Niết Bàn được. Ngụ ý là chúng ta đã bị người khác lấy mất cái tâm mình rồi, lấy mất hồn của mình rồi. Mình đắm vào trong tà kiến, mình mê cuồng một thần tượng, một idol, và mình cho rằng họ là đúng. Mình phải có chánh kiến, phải có chánh tư duy. Mình sống đây mà không để cho chánh pháp, cho tam bảo, minh sư gia hộ, mà mình để cho ma quỷ ngự trị, hốt mất hồn mình đi. Bởi vì là chánh pháp thì không nghe, mà tà pháp lại là uống, ăn uống vào, không biết nhàm chán. Thì khúc gỗ đó bị lấy mất đi, tựa như ta tu mà tâm ta không có ở đây, rơi vào các tà pháp, luyện này luyện nọ, không đúng với chánh pháp. Chánh pháp là phải giữ gìn giới, tu tập từ giới sanh định, từ định sanh ra trí tuệ.
khúc gỗ trôi sẽ ra biển lớn nếu không bị mắc vào nước xoáy. Thì nếu mà nước nó xoáy xoáy như vậy thì có khi sau cái trận nước xoáy đó, cái khúc gỗ chưa chắc đã trôi ra biển lớn được. Ngụ ý là sao? Có những cái hình tượng sao? Ba cái con khỉ, con vượn bịt mắt này, bịt tai này, bịt cái miệng. Ba cái con khỉ đó tượng trưng cho đừng có để các pháp trần đắm nhiễm cho chúng ta quá nhiều. Nhìn đẹp là mê, nghe êm tai là thích, miếng ngon hưởng thụ không biết nhàm chán. Thì giống như cái khúc gỗ xoáy xoáy trong các ngũ dục. Thế là thôi, ngày hạnh phúc an lạc có còn đâu. Mình bị mê đắm vào ngũ dục. Mình đang là một Phật tử tu hành rất tinh tấn dễ thương. Nếu người ta có mời chào mình cái gì, mình phải suy xét có nên không. Và nếu mình không biết, mình có bậc minh sư lên mình hỏi Ngài. Chứ mình không nên để mất đi những ngày sống an vui tự tại như một khúc gỗ đang trôi ra biển lớn. Rồi Đức Phật còn dạy, đã là cái khúc gỗ, nếu nó không thể trôi ra biển lớn, đừng có mục nát ở bên trong. Đó là người tu không thật, không giữ giới đức, chỉ có cái bên ngoài, không có bên trong. Cho nên cục gỗ mục nát thì nó sẽ rã ra, nó làm sao ra biển lớn. Nó mục ở bên trong mà. Nghe Đức Thế Tôn dạy như vậy, ai cũng muốn đời tu hành của mình như khúc gỗ, không đâm vào bờ bên này, không đâm vào bờ bên kia, không chìm xuống giữa dòng, không mắc cạn trong cồn đất, không bị người hay phi nhân nhặt, mà không bị xoáy xoáy giữa những cuồn nước cuồn cuộn, mà không mục nát bên trong. Nghe Đức Thế Tôn dạy, người ta muốn đây là một cái cục gỗ thanh thản trôi ra biển lớn. Và do vậy chúng ta phải tu tập tinh tấn bát quan trai giới. Đức Phật luôn luôn dạy bằng hình tượng để so sánh, để chúng ta nhớ lâu. Mình là khúc gỗ đây, có bị mục nát không? Có bị kẹt vào cồn đất không? Có bị tấp vào bờ bên này bên kia bởi tà kiến bạn xấu không? Đấy, vân vân. Những cái điều Đức Phật dạy, đó là những hình tượng mà chúng ta sẽ suy nghĩ, chiêm nghiệm để đời tu của mình được thăng hoa trong đời sống tinh thần, đời sống tâm linh, được học tập chánh pháp. Thưa toàn thể đạo tràng, câu chuyện về một chú tiểu sau đây để nhắn gửi toàn thể đạo tràng. Có chú tiểu đi lấy nước, trên đường về bị rắn cắn. Sau khi về chùa xử lý xong vết thương, chú tiểu tìm một thanh tre rất dài sẽ đi đánh rắn. Thầy mới hỏi con đi đâu. Bạch thầy, con phải đi đánh nó, nó đã cắn con. Thầy nói câu chuyện nó xảy ra ở đâu. Nó nói là nằm ở viện cuối cái vườn chùa phía bắc đấy, con sẽ đi đến nó kiếm nó để con đánh nó. Thầy mới hỏi thế nó cắn con có đau không. Nó chả đau lắm. Vết thương của con còn đau không? Nói là lúc cắn thì đau, chứ bây giờ không còn đau nữa. Lúc cắn nó làm con giật mình, khiếp sợ, đau. Nhưng mà bây giờ thì con không đau nữa. Và vì con hết đau thì con mới đi phục thù được. Chứ con đang đau thì làm sao con đánh nó. Cho nên con dưỡng thương xong thì con đi đánh nó đây. Thì các vị nghĩ đi, mình cũng thế đấy nha. Nếu con không còn đau nữa, tại sao con vẫn muốn đi đánh con rắn? Thầy hỏi. Thưa thầy, bởi vì con ghét nó. Con rắn cắn con ghét nó, con dẫm lên nó thì nó ghét con, rồi nó sẽ cắn con. Hai bên mà ghét thì thành thù. Nhưng con là người, con nên từ bỏ suy nghĩ hận thù trước đi. Con rắn ấy, các vị mà làm một cái gì là nó sẽ cắn, vì nó tức và nó thù. Nhưng mà mình cũng tức chứ. Nếu ai làm cái gì trái ý nghịch lòng thì mình đang sống, đang an, đang yên, họ chửi mắng mình, tức lắm. Nhưng mình là người, lại được tu tập trong chánh pháp, mình hãy từ bỏ cái ý nghĩ thù hận. Nhưng mà chú tiểu không có phục. Con không phải là thánh nhân ạ.
trong lòng không thể nào mà không có thù hận ạ. Thì vị thầy mới nói, con không phải thánh nhân, vì thánh nhân thì không có thù hận. Mà nếu con không phải thánh nhân mà cứ đem thù hận thì làm sao hóa giải thù hận? Thì không bao giờ mà hết hận thù. Chú Tiểu nói, thưa thầy, lẽ nào con rắn cắn con cũng giống như quả thông rơi trên đầu sao? Phải đi đánh nó chứ. Con rắn chứ đâu phải là quả thông. Thầy để cho con đi trả thù. Thầy lắc đầu, con ơi, thánh nhân không chỉ biết hóa giải thù hận của bản thân mà còn biết giúp cho đối phương không còn thù hận. Đây là những cái điều mà rất gần với đời sống chúng ta. Bây giờ mình học bát quan trai là thọ tám giới, nhưng mà về đấy thù hận còn nguyên thì không có phước báo. Cho nên tu là có công đức rồi, nhưng mà phước lớn là hóa giải các giận hờn ở trong nhà, bạn bè trong công ty, xí nghiệp, những mối ân oán ngày nào đó hóa giải đi, đã không thù nó rồi, lại còn giúp cho cái kẻ thù hóa giải luôn. Thì chú Tiểu mới im lặng. Bạch thầy, có lẽ nào mà mình không hận thù mà hóa giải được cho cả đối phương được sao? Thầy mới trả lời, con ạ, con người có ba cách đối diện với lòng hận thù. Cách thứ nhất là ghi nhớ hận thù, quyết tâm trả thù. Giống như con để hòn đất trong lòng, kết tụ cho cục đất đó ngày càng to hơn, và cuộc đời con sống trong nỗi thù hận, không bao giờ quên được. Thứ hai, nhanh chóng quên đi nỗi thù hận đấy, làm cho bản thân vui vẻ, giống như đập vỡ cái cục đất đấy, thay vì nhét ở trong bụng là một cục, thì bây giờ đập vỡ nó ra rồi trồng hoa lên đó. Thứ ba, đó là chủ động hòa giải với người mình giận. Cái đây là khó lắm. Nó như cái chú bé này không đem cây đánh con rắn là may rồi, tại vì biết cái hang nó nằm đấy mà. Nhưng mà thầy dạy, chủ động hóa giải với kẻ thù là tháo gỡ cái nút thắt mâu thuẫn. Khi hai người giận nhau, tuy không nói, nhưng trong lòng mỗi người đều có cái mâu và cái thuẫn. Đấy. Cho nên tháo gỡ cái nút thắt mâu thuẫn đó, giống như là gì? Con đã trồng hoa rồi, bây giờ lấy hoa, tặng hoa cho người. Có đẹp không? Bây giờ mình tháo gỡ hận thù là mình tặng hoa cho người. Các vị mà đến nói thôi đừng giận nữa, cái người kia họ hạnh phúc lắm. Còn cái người cố chấp họ làm mặt lớn mặt nhỏ thế thôi, chứ họ cũng vui lắm. Xong họ về họ nói, này hôm nay đấy ông A ông B đấy xin lỗi tôi đấy, bà có biết không? Đấy, vì cái bản ngã đó. Nhưng mà rất là vui. Mình cho họ nói vậy đi, cho họ hơn mình đi. Vì là mình quyết tâm làm con của Bồ Tát, tặng hoa cho cuộc đời. Thưa các vị, thế thì nếu mà người ta mắng chúng ta một câu, à, ta nhớ là đã mệt rồi. Nếu mà mình nhớ cái câu mắng đấy 2 ngày thì ta bị người ta mắng 2 ngày, đúng không? Bây giờ mắng cái này rồi, con nhớ A Di Đà Phật, con xin sám hối ạ, rồi thôi mình sửa, quên đi. Cho nên người biết tu, ai nói gì trái ý, nghịch lòng, mình giận một chút rồi bỏ, rồi xả đi. Giận làm chi, hờn làm chi, thù làm chi. Ôm cái giận là dại, chứ không phải là khôn. Tội gì ôm cái hận thù mà khổ cả đời mình. Ta là khúc gỗ ra thẳng biển lớn. Thế thôi là vui rồi. Và như vậy, giữ tâm Bồ Đề kiên cố, giữ lòng trong chánh pháp, tu tập bát quan trai giới để luôn an trú trong thập thiện nghiệp. Mà tu thập thiện nghiệp đó là nhân để sanh về trời, tuổi thọ dài lâu. Nhưng mà mình cũng không có mong là mình ở trời để hưởng phước. Mình tu tập để hướng đến giải thoát, giác ngộ.
giống như là thanh gỗ phải trôi ra biển lớn, nhập vào biển Niết Bàn, an vui, thanh tịnh.